Một buổi sáng nọ, có ba đứa trẻ đến tiệm thuốc. Đứa thứ nhất mua 5.000 đồng cam thảo. Ông chủ tiệm già phải bắt thang leo lên lấy cam thảo ở tầng kệ cao nhất. Ông đưa cam thảo cho đứa bé thứ nhất rồi lay hoay cất thang đi và quay sang hỏi đứa thứ hai. Dạ, cháu cũng mua 5.000 đồng cam thảo ạ. Sao lúc nãy không nói luôn? Người chủ tiệm già lại khệ nệ vác thang ra và leo lên lấy cam thảo. Rút kinh nghiệm, ông hỏi vói xuống đứa thứ ba. Có phải cháu mua 5.000 đồng cam thảo không? Cháu không mua 5.000 đồng cam thảo đâu. Người chủ tiệm thở phào, leo xuống đưa cam thảo cho đứa bé thứ hai rồi cất thang đi. Xong xuôi mọi việc, ông ôn tồn hỏi đứa thứ ba. Vậy, cháu mua gì nào? Dạ, cháu mua 10.000 đồng cam thảo ạ.